Mến chào cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của em. Hiện tại là em đang đường cách mạng tháng 8 mà cô chú ơi, anh chị và các bạn ơi. Thì ở trên đây thì tại địa chỉ của mình là mấy chị? 1060 cách mạng tháng 8, phường 4 quận Tân Bình nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình thấy có một xe là bún cá châu đốc 30k. Đây địa chỉ nè cô chú, đây là quyết định mình vào mình thưởng thức, mình chia sẻ luôn cho cô chú anh chị và các bạn luôn. Đây nhìn cái tủ nè, hấp dẫn không? Cái thời gian mình bán là từ mấy giờ tới giờ chị? 2 giờ. Dạ, tức là chị bán từ 15 giờ đến 22 giờ. Đây đây là hương vị châu đốc mình luôn hả chị? Dạ, của chị gái miền Tây nè. Như cái đầu á, cái đầu cá là bao nhiêu chị? Cá là 70, 75. Tức là còn nếu mà bình thường á là 30. Cá 30. Rồi, cá 30. Tập cẩm là 45. Tập cẩm là bao gồm cá tôm chả mực. Dạ, cá tôm chả mực. Đó, mình có ship online được không chị? Có. Có ship online luôn hả? Số điện thoại mình số mấy? 0948 777. À, đó là cái số điện thoại ship online của chị á. À, đây. Hôm nay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn. Chị làm cho em một tô đi. Bây giờ chị làm cho em tô 30k đi, để em quay trước 30k, bữa sau em sẽ quay tô đặc biệt nó khác cho cô chú. Đó, bây giờ mình làm mình sẽ thưởng thức một tô 30k trước nha cho cô chú chị. Đấy, có bông điên điển nữa. Miền Tây là rồi. Đây, nước lèo đây. Khách thường ăn đông nhất là từ mấy giờ chị? Năm giờ đến tám giờ. Chị. Dạ. Đây. Dạ, đây là cái menu của quán này cô chú anh chị và các bạn. À. Nếu là bún cá lóc không là 30k, bún cá lóc chả là 35, bún cá lóc tôm là 40. Đó, 40. Rồi bún cá mực, bún tập cẩm nè là 45. Đó. Đặc biệt là đầu á, đầu vừa là 70 nha cô chú. Và đầu lớn á là 75. Đây, tô bún của em đây. Bông điên điển. Bông điên điển là một trong những cái loại bông mà rất là đặc sắc ở miền Tây á. Chụp bóng hình hả? Xe của chị đơn giản thôi. Ngoài ra thì mình thấy có các loại nước nè. Đó, trứng ướt nè. Đây là trứng ướt nè, hấp dẫn không? Đây là nước. Cái gì đây? Nước cá quá, nước cá. Đây là nước mè. Nước mè. Để mình bỏ thêm vô đó. Rồi mình bỏ thêm miếng ớt nữa nha. Chanh nữa, chanh. Dạ, rồi em mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức nha, cùng em nha. Đây, có ớt bột nữa hả chị? Đây, chị có ớt bột nữa. Nếu mà cô chú anh chị nào mà mình thích ớt bột đó thì mình có thể là mình bỏ ớt bột vô. Đây là mình ăn cái tô 30k nha. Hôm sau mình sẽ thưởng thức cái tô 70k, 75k đó cho cô chú anh chị thêm. Ở như thế nào nó khác so với tô 30k nha. Đó, đây. Cá lóc thì chị rút xương rồi. Rút xương. Chị ở quê ở Châu Đốc. Mình ở Châu Đốc luôn hả chị? Bún cá lóc thì mình cũng có chia sẻ đến cho cô chú anh chị nhiều địa điểm lắm, như ở bên chỗ đường Hậu Giang á. Đây rau nè, rau lúc nè.
mình cũng có chia sẻ cũng nhiều quán lắm. Hôm nay trên khu vực Tân Bình thì đây, quán đây là quán đầu tiên á. Rồi em mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức thử cùng em nha. Em hút miếng nước hả? Nước chị nấu rất là đậm đà đó, nước nấu rất đậm đà. Mỗi lần về miền Tây á, thường nó có cái bông điên điển nè, bông điên điển mà mình xào với tép á cũng rất là hấp dẫn. À, nước chị nấu rất là ngon, rất đậm thấm lắm. Rồi hôm nay em đi em không biết cầm cái cây quay, em không cầm cái cây quay. Dạ, những cá đây. Đây, ngon quá, ăn sạch tô luôn. Nước rất là đậm đà luôn á cô chú anh chị và các bạn. Hôm nào cô chú anh chị và các bạn ghé thưởng thức thử đi, để cảm nhận, mình ghé mình cảm nhận nha. Rất đơn giản thôi nhưng mà rất là ngon. Nhìn nè, ớt nhìn hấp dẫn quá. Bún cá Châu Đốc 30k. Thôi nó sàng nha. Đâu rồi? Mối. Dạ, trong đây có cái bấm hả? Đây. Tên người là đó, đúng rồi. Nhưng mà có bằng đây là có cái bấm không hả? Có gì hả? Đó, 30, thờ thường nó phải 35, 35, 35. Bấm nè. Bấm nè. Rồi trứng nè, trứng gà luộc nè. Trứng cút nè. Bắp xào nè. Ủa, chú đem ghế ra là chú ngồi khúc nào? Ngồi trên quận nhất á, quận tây á. À, quận nhất hả? À, chắc là bữa nào cũng đi lên chạy tới đây là mình lên quận nhất. Đúng rồi, lên quận nhất, chú ngồi cũng phải. À, dạ. Dạ, dạ hả? Ờ, đi đi chú hả? Rồi, chú quán dọc dọc luôn á. Đúng rồi, là lên là ngồi á. Ngồi trên đó lâu không chú? 2 giờ khuya hả? Bán tới 2 giờ khuya. Vậy là giờ này chú có đi cái gì? 4 giờ chiều hả? Cô chú nào anh chị nào mà muốn thưởng thức mấy món bắp nướng nè, bắp luộc nè thì ghé trên đó thưởng thức nha. Bây giờ là chú bắt đầu đi lên trên đó nè, lên quận nhất để bán. Rồi mấy bữa một cái bắp là 10 là 20 chú ha? 10.000. Cái bắp là 10.000. Bắp Mỹ là 12. Ủa cái này là bắp Mỹ chứ? Bắp nếp. À cái này bắp nếp mình hả? À, trứng. Trứng 7.000. À trứng 7.000 hả? Thấy chứ có trứng lộn nữa. Trứng gà, bắp gà. Dạ. Rồi ok. Cá viên chiên. Coi anh làm cá viên chiên ẩm thực đường phố luôn. Cái này mình cắt ra không? Cắt ra luôn em cho hết luôn không? Cái này luôn không? Đó, anh chiên bên này nè. Ờ anh có bán trứng gà nướng nữa anh. Đó, trứng gà bánh tráng nướng có. À, bánh tráng nướng luôn có luôn nè. Gà nướng là khoảng bao nhiêu cái? 6.000. Anh bán vòng vòng vậy thôi chứ đâu cái kiếp online rồi đâu phải không? Có luôn hả? Có shipy á. À đây nè. Cá viên chiên nước mắm nè, Nhật Minh nè. Hiện tại là ở trong khu dân cư Vĩnh Lộc nha cô chú. À,
cái đồ chua của nó, đồ chua để ăn kèm. Không biết con cái này con em không ăn đâu, đừng bỏ. Trời.